Bộ sách phiên bản đặc biệt Harry Potter và phòng chứa bí mật được đánh giá có thiết kế tuyệt đẹp từ bìa sách đến nội dung bên trong. Bìa sách được thiết kế gồm 4 màu: đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh da trời, thể hiện tính chất cho mỗi nhà trong trường Hogwarts mà Harry theo học. Điểm nhấn là bức họa thể hiện nội dung của câu chuyện được thể hiện một cách khéo léo và ấn tượng. Mình xem Harry Potter từ khi mình còn nhỏ xíu rồi và mình cảm giác là cứ mỗi lần mà khi nghe tới chuyện Harry Potter thôi là bản thân mình cảm thấy rất là hào hứng và kiểu giống như là được quay lại tuổi thơ từ mười mấy năm trước vậy đó. Cảm thấy rất là hứng khởi và vui vẻ vì mình được có mặt ở trong cái buổi lễ ra mắt sách cùng với thế giới để là những người đầu tiên được chiêm ngưỡng cái cuốn sách phiên bản kỷ niệm 20 năm của The Chamber of Secrets. Em cảm thấy rất là vui. Trong tập này, Harry Potter nghỉ hè tại gia đình về dưỡng Dursley trước khi nhập học năm thứ 2 tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Bộ truyện liên tiếp xuất hiện những tình huống bất ngờ, kịch tính. Nhiều sự việc rắc rối xảy ra khi Harry bị nhốt trong căn phòng và cách giải thoát của người bạn thân. Đây là tập sách được rất đông đảo các độc giả, nhất là các bạn đọc thiếu nhi chờ đón trong dịp hè này. Giá bán lẻ của sách bìa cứng là 475.000 đồng một cuốn, bìa mềm là 250.000 đồng một cuốn.